Biết bố thí ba la mật đa không nên biết tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa đều không nên biết bốn tịnh lự không nên biết bốn vô lượng bốn định vô sắc đều không nên biết bốn niệm trụ không nên biết bốn tránh đoạn bốn thần túc năm căn năm lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo đều không nên biết pháp môn giải thoát không là không nên biết pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện đều không nên biết tám giải thoát không nên biết tám tháng xứ chỉ chín định thứ đệ mười biến xứ đều không nên biết tất cả pháp môn đà la ni không nên biết tất cả pháp môn tam ma địa không nên biết bậc cực hỷ không nên biết bậc ly cấu bậc phát quang bậc diệm tuệ bậc cực nan thắng bậc hiện tiền bậc viễn hành bậc bất động bậc thiện tuệ bậc pháp vân đều không nên biết năm loại mắt không nên biết sáu phép thần thông không nên biết mười lực phật nên biết bốn điều không sợ bốn sự hiểu biết thông suốt mười tám pháp phật bất cộng đều không không nên biết đại từ không nên biết đại bi đại hỷ đại xả đều không nên biết pháp không quên mất không nên biết tánh luôn luôn xả không nên biết trí nhất thiết không nên biết trí đạo tướng trí nhất thiết tướng không nên biết quả dự lưu không, nên biết quả nhất lai bất hoàn a la hán, quả vị độc giác đều không, nên biết tránh tánh ly sanh của đại bồ tát không, nên biết tất cả hạnh đại bồ tát không, nên biết quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật không, nên biết tất cả cõi Phật không, nên biết thành thục hữu tình không, nên biết 32 tướng đại sĩ không, nên biết 80 vẻ đẹp phụ thuộc không. Này thiện hiện, đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, thấy tất cả cả Pháp đều không rồi, vì các hữu tình tuyên thuyết các Pháp khiến lìa thiên đảo. Tuy vì hữu tình tuyên thuyết các Pháp, nhưng đối với hữu tình hoàn toàn không có sở đắc, đối với tất cả Pháp cũng không có sở đắc, đối với các tướng không, chẳng tăng, chẳng giảm, không thủ, không xả. Do nhân duyên ấy tuy thuyết các Pháp, nhưng không có sở thuyết. Này thiện hiện Đại Bồ Tát ấy đối với tất cả Pháp khi quán như thế chứng đắc trí không chứa ngại đối với tất cả Pháp. Do trí này nên chẳng hại các pháp không phân biệt thành hai, vì các hữu tình như thật tuyên thuyết khiến lìa chấp trước vọng tưởng điên đảo, tùy theo căn cơ đạt quả ba thừa. Hết quyển thứ 381